Anh tên gì đó? Ông bây giờ An. Anh An hả? Anh An ở đâu anh An? Để từ Hạ Long, Quảng Ninh. À, anh An là ông đại lý gì anh? Thành Nguyên. Thành Nguyên. À, anh An đi du lịch của SK do Thành Công Sài Gòn tổ chức trong những ngày qua. Anh cho em một cảm xúc dở nó dở, hay nó hay, để em có một cái kinh nghiệm thật sự, kinh nghiệm thật sự để em cần lắng nghe một sự chân thành nhất để em phục vụ cho khách hàng tốt hơn. Trong 2-3 ngày đi vừa qua thì đi với bên Thành Công thì mình cũng đi từng đi du lịch rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay là cảm nhận thật sự là chuyến đi đấy vui vẻ và rất là trân trọng. Bên Thành Công rất là chu đáo, cũng không anh em nhiệt tình. Lần sau mà có dịp mình đi du lịch nữa thì mình sẽ đi bên Thành Công. Vấn đề là khẩu vị trong các món ẩm thực anh thấy ngon không? Được. Hôm nay anh ăn bánh xèo thấy lạ không? Lạ. Cũng hay, ngon nha. Thành Công hôm nay cho ăn nhiều quá. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ.